thế nào. Tình tình tan dạo tiếng rồi ca vào. Chiều đêm đêm nhìn phía xa mê bào. Dù lòng ta dạo khúc ca với đàn. Mùa trường mưa ta hóa vàng mưa rơi. Dù còn ta mưa đắng cho tươi đời. Một ngày nắng ta hóa vàng nắng tươi. Dần cầm thấy sẽ xưa hát lòng buồn vui. Dẫn đời cười như hai người. Nó có một người hoa đắm lúc này. Mai người ơi đã đi. Tình tình tan dạo phím rồi ca vào. Chưa nhìn phím xa mê bằng. Dù là ta dạo khúc ca vơi đàn. Một chiều mưa ta hóa vàng mưa rơi. Dù còn ta mưa đắng cho tươi đời. Một trời nắng ta hóa vàng nắng tươi. Đàn còn thấy xe xưa hát lòng buồn vui. Trên sân khấu là 5 thí sinh đang có mặt ngày hôm nay của Người Kể Chuyện Tình. Xin được giới thiệu ca sĩ Lê Đình Minh Ngọc, ca sĩ Minh Sang, ca sĩ Duyên Quỳnh, ca sĩ Khánh Hoàng và ca sĩ Trương Diễm. Và cũng xin có một cái sự cáo lớn nhỏ, các anh chị có thể là Khánh Hoàng hát ít hơn các bạn đúng không? Không phải là vì không thuộc mà là do đang bị viêm họng. Do cách đây trong buổi ghi hình gần đây là cảm xúc quá, khóc nhiều quá cho nên đang bị viêm họng, cho nên là không hát được nhiều, cố gắng hát được mấy câu solo của các bạn Khánh Hoàng. Và xin chân kính mời anh Nguyễn Minh Phú, giám đốc Jet Studio sẽ lên tặng hoa cho các thí sinh, các ca sĩ của Người Kể Chuyện Tình mùa thứ 3.
tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu người dẫn chương trình mới của Người Kể Chuyện Tình mùa thứ 3, MC diễn viên Hoàng Oanh. Anh Phú sẽ tặng hoa cho Hoàng Oanh cùng với các thí sinh ngay sau đây. Một đội hình rất đẹp. Chúng tôi rất là tự hào về đội hình của mình năm nay. Xin cảm ơn anh Phú, cảm ơn các bạn rất nhiều.